What? Cái gì? What is this? What is this? Cái này là gì? What is that? What is that? Cái đó là gì? What is your name? What is your name? Bạn tên là gì? What is your job? What is your job? Công việc của bạn là gì? What do you do? What do you do? Bạn làm gì? What do you want? What do you want? Bạn muốn gì? What do you like? What do you like? Bạn thích gì? What do you think? What do you think? Bạn nghĩ gì? What did you say? What did you say? Bạn đã nói gì? What are you doing now? What are you doing now? Bây giờ bạn đang làm gì? What do you like to eat? What do you like to eat? Bạn thích ăn gì? I promise. Tôi hứa. I'm ready. I'm ready. Tôi sẵn sàng. That's terrible. Thật kinh khủng. What out. Watch out. Coi chừng. It's new. It's new. Nó mới. I'm starving. I'm starving. Tôi đang đói. I swear. I swear. Tôi thề. How wonderful. How wonderful. Tuyệt vời quá. No kidding. No kidding. Không đùa đâu. What luck. What luck. Thật may mắn. It's true. Đúng rồi. So what? Vậy thì sao? You look. Câu này có nghĩa là bạn trông có vẻ gì đó. Bạn muốn nói một ai đó xinh đẹp, xấu hoặc là dịu dàng, nhẹ nhàng gì đó thì bạn sẽ dùng cái câu you look. You có nghĩa là bạn. Look có nghĩa là nhìn. Chúng ta sẽ lấy ví dụ ha. You look happy. You look happy. Bạn trông hạnh phúc. You look wonderful. You look wonderful. Bạn trông tuyệt vời. You look beautiful. You look beautiful. Bạn trông xinh đẹp. You look tired. You look tired. Bạn trông mệt mỏi. You look sad. Bạn trông buồn.